Lại nữa, Thiện Hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật là gì? Này Thiện Hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ sắc là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, thọ tưởng hành thức là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, thanh hương vị xúc pháp xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, thủy hỏa phong không thức giới là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ ưu não là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ bồ thí ba la mật đa là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ chân như là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ mười địa Bồ Tát là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, sáu phép thần thông là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật,
có khả năng chỉ rõ 10 lực Phật là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La Ni là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả dự lưu là tướng của pháp không tự tánh của thế gian, quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị độc giác là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng của pháp không tự tánh của thế gian cho chư Phật. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật. Lại nữa thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ tướng của pháp không không tánh, tự tánh của thế gian cho chư Phật là gì? Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ sắc là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, thọ tưởng hành thức là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, thanh hương vị xúc pháp xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, thủy hỏa phong không thức giới là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bố thí ba la mật đa là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
Pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ chân như là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tám giải khác là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ 10 địa Bồ Tát là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ 5 lại mắt là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, 6 phép thần thông là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ 10 lực Phật là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La Ni là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả dự lưu là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian, quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị độc giác là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật là tướng của pháp không không tánh tự tánh của thế gian cho chư Phật. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật. Lại nữa, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ tướng thuần không của thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ tướng thuần không của thế gian cho chư Phật là gì? Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ sắc là tướng thuần không của thế gian, thọ tưởng hành thức là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng thuần không của thế gian, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng thuần không của thế gian, thanh hương vị xúc pháp xứ là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng thuần không của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng thuần không của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng thuần không của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật.
có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng thuần không của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng thuần không của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng thuần không của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng thuần không của thế gian, thủy hỏa phong không thức giới là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng thuần không của thế gian, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bố thí ba la mật đa là tướng thuần không của thế gian, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng thuần không của thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ chân như là tướng thuần không của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng thuần không của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng thuần không của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng thuần không của thế gian, tám tháng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng thuần không của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng thuần không của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ mười địa Bồ Tát là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng thuần không của thế gian, sáu phép thần thông là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ 10 lực Phật là tướng thuần không của thế gian, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng thuần không của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng thuần không của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La Ni là tướng thuần không của thế gian, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả dự lưu là tướng thuần không của thế gian, quả nhất lai bất hoàn A La Hán là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị độc giác là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng thuần không của thế gian cho chư Phật. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật. Lại nữa, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có khả năng chỉ rõ tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng chỉ rõ tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật là gì? Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng chỉ rõ sắc là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thọ tưởng hành thức là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật.
có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, nhĩ tý thiện thân ý xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thanh hương vị xúc pháp xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thủy hỏa phong không thức giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bố thí ba la mật đa là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ chân như là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ mười địa Bồ Tát là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, sáu phép thần thông là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ mười lực Phật là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật.
có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La Ni, là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả dự lưu là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, quả nhất lai bất hoàn a la hán là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị độc giác là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật. Lại nữa, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian ấy cho chư Phật, khiến không sanh khỏi tưởng thế gian này, tưởng thế gian khác. Vì sao? Vì thật không có pháp có thể khỏi tưởng thế gian này, thế gian khác.